Trời ơi, làm gì giật mình? Long bông tới đây nè. Trời, tên nó mình vui quá. Người tên Long, người tên Bông. Long bông. Bởi vậy xuống đây đi chơi à. Trời ơi, mệt quá ha. Ngồi xuống đi. Con gái con rứa gì đâu mà lợi mà chưa cái hạ cái bàn tọa xuống là nói li nói lẹ. Trời ơi, mới đổ điện thoại lên ngang cho mượn coi. Mới ra, mới mùa ra. Mới ken xà beng luôn ngang. Nhiêu 11 chai. Không, tôi hỏi bách quật á, bát á. Bát á hả? À, Long. Long gì? Long không à. Long không à. Ủa sao nó nói sai mật khẩu? Trời ơi, bà đánh cái gì mà sai mật khẩu? Thì Long không à. Tôi nói Long thôi. Bà đánh luôn cái chữ không hà vô làm chi vậy? À, Long thôi hả? Ừ. Ai biết đâu nói Long không à. Tưởng bách quật là Long không à. Long không à. Ê, mà Long ô là Long không? Long không. Tên tôi đó bà. À, là tên ông á hả? Trời ơi, vậy là Long không. Bà thôi trả đây đi. Lợi là làm bực mội quá. Ghét dễ sợ luôn, ích kỷ. Tao mượn tao coi có chút xíu một con chờ. Chị ơi, chị uống gì vậy chị? À, ở đây có đá chanh không em? Dạ có chị. Ừ, cho chị ly cà phê đá. Em quên. À, gì chị? Em nhớ bỏ sữa vô ly cà phê cho chị nha. Dạ. Tôi nói dạ. Thiệt luôn á, mai mốt á tôi góp ý bà về nha. Sao? Nếu mà mai mốt lỡ mà đi ra quán mà ngồi chung á thì bà làm ơn bà ngồi đâu cái bàn đâu xa xa tôi đi. Rồi bà kêu nước, bà kêu đồ ăn gì để xong xuôi đi rồi muốn qua nói chuyện gì nói. Cái gì đâu mà mở miệng ra gì cũng trớ quá. Ừ, hay quá, tôi với ông bạn bè mà gặp tôi cái lộn chê tôi còn hơn là cái gì nữa. Bực bội quá. Ôi mà thôi nó nghe nè. Cảm ơn em. Cảm ơn em nha. Ê, nói nghe nè, tôi thèm pizza quá. Lát nữa uống cà phê xong á, hai đứa mình ăn hủ tiếu gõ nha. Gì thèm pizza, ăn hủ tiếu gõ bà? Ừ, vậy tại tôi đói bụng nên tôi muốn đi coi phim vậy mà. Mà đói bụng mà chung vô rạp phim gì, bà ăn mấy cái ghế ở trong hả? Đói bụng mà tự nhiên đi chung phim. Có chuyện chốt quốc không mà mệt quá đi. Nhắc tới chốt quốc này mới nhớ nữa. Hồi nãy trên đường tôi đi lại đây nè, tôi gặp cái ông kia, ông còn trớt quá cả trăm lần tôi nữa đó. Sao đâu, sao đâu, kể nghe coi. Biết sao không, tôi đang chạy xe nè, cứ thấy kẹt xe quá đi. Khi tôi mới không biết chuyện gì, à thì ra là có đám ma. Đó, mà mọi người bu quanh coi vậy đó. Tôi mới nghĩ đám ma của người nổi tiếng. Tôi mới lại tôi hỏi cái ông kế bên tôi á. Rồi, chú, cho con hỏi đám ma ai vậy chú? Trả lời sao? Đám ma của người nằm trong hòm á con. Duyên không? Thì đám ma của người nằm trong hòm chứ không lẽ là đám ma của người đứng ngoài đường. Thì đó không lẽ đám ma ông đúng không? Bảy bảy bà mà bà cũng nhiều chuyện nữa. Đám ma thì thôi đi, ta nép vô đường cho xe người ta đi đi rồi đặt lại hổ hổ chi gặp ông đó chất quớt. À, nhưng mà tôi nói nghe gì? Nói đi phải nói lại. Sao? Tôi thấy là bà chất quớt là coi bầu dữ à nghe. Ừ? Nếu mà người ta có tổ chức cái cuộc thi gì mà nói về chất quớt á hen. Ừ. Dám bà đầu lắm à. Ừ. Bà giật cái dương miệng lắm à. Bà tỏa sáng luôn đó. Ờ hen. Trời ơi sao tôi nghĩ ra chuyện này ta. Ê bây giờ mình làm thử đi. Ừ. Mình thử. Mình con người mình có quyền mơ ước chứ đúng không? Đúng rồi. Vậy bây giờ thử đi. Bây giờ giống như đang đi thi đi. Tôi là ban giám khảo nha. Ừ, tôi là thí sinh. Bà thí sinh. À, thí sinh rồi, phải đứng lên cho nó trình trọng. Đứng lên. Rồi. Bắt đầu nha. Ừ. Chào em. Dạ. Xấu quá khỏi chào. Được. Một cái chất quớt. Rồi tiếp. Bắt đầu. À, em hãy cho ban giám khảo và tất cả mọi người được biết. Dạ. Công viên văn hóa Đầm Sen ở đâu? Dạ kính thưa ban giám khảo, em thích đi sở thú, tại trong sở thú có nhiều thú. Hay. Chất quớt. Câu thứ hai. Rồi. Câu thứ ba nha. Rồi. Câu này quyết định là giật cái dương miệng nha. Dạ. Em hãy cho ban giám khảo và tất cả mọi người được biết. Dạ. Những con vật mà em yêu thích nhất. Dạ kính thưa ban giám khảo, em thích nhất là đi nhà sách. Đó, nghe là giật dương miệng rồi. Trời ơi, vậy là từ đây tôi sẽ là nữ hoàng trớt quớt. Trời ơi, người ta là nữ hoàng cát quớt, còn bà là nữ hoàng trớt quớt.